无情的戏，说无情的话，全交的错，说不起。本来无悲喜，本来无知己，何必不小心讲出了情绪的语气？谁才寂寞讲真说话？也许是你。心不是情造，其实彼此一早知道。你或我不敢相爱，恨过了都好。天生不是情造，情是最后的劝告。你共我这样也好，骗来骗去，相依到老。阿志，anh nói gì à? Kêu đi. Chút đỉnh thôi, 100,000 nha. Được, tôi theo anh. Xa lắm. Một đôi hai mà dám đi hết hả? Không phải hai đôi thì là ba con thôi. Thôi nhịn, dán sao chơi. Sao đây, anh đại ca? Được, tôi theo. Anh dỡ bài đi. Thì không thể cho anh thành đại ca. Chỉ có anh mới không bị tôi qua mặt. Tôi chỉ có một đôi hài thôi. Đôi mắt dịch muốn chết sao? Muốn chơi lòn tao hả? Anh kia, chơi xì tố mà, không chơi lòn được hả? Vậy giá sao chơi thật thà nha. Anh nói gì với anh hai tôi đi? Ồ, anh kia, làm gì nghiêm trọng vậy? Nói chơi thôi mà. Anh thích nói chơi vậy à? Được, trả lại 70,000 vừa thiếu tôi đã. Nếu không coi chừng đó nha. Wow, chuyện gì đây? Chưa gì hết bắt trả tiền rồi, tôi còn thưởng tố mà. Tôi nhất định sẽ chơi tiếp với anh. Anh đừng có lo. Tôi ghét nhất là người ta chơi tay không. Tôi biết trong cặp của anh còn 80,000. Anh lấy ra coi như trả lợi tức cho anh em trước đi. Ê, không được. Cái này đâu đủ chia. Nè, tôi thiếu anh kia 70,000. Còn anh Thành thì 80,000. Hơn 100,000 đâu đủ chia chứ. À, tôi có điện thoại kêu bạn tôi đem tiền tới. Hai vị đại ca chờ một chút nha. Hả? Khoan đã, đứng lại. Lấy cặp táp lại. Đi. Cái thằng mất dính, dám gạt cả tao. Quăng nó xuống đường cho tao. Đứng yên. Làm gì? Thả hắn ra. Khi sống không có mắt đâu nha. Thả nó đi. Uy, qua đây. Đồ khốn nạn, báo hại tôi đi kiếm mày khắp nơi. Ăn quán gì tao với mày, hôm nay phải được giải quyết. Đi, khoan đã. Ngồi yên. Anh có biết cái thằng mắc dịch này
Thiếu chúng tôi 100 mấy ngàn không? Đồ con mắt mới tới tôi. Đồ đuôi. Mày là ai? Dám nói chuyện với tao vậy hả? Anh Kỳ à. Anh Trắng Vinh đây là anh em của anh Quê. Tháng trước là mấy vụ lớn, đã bắn gục mấy tên cảnh sát đó. Bây giờ mày ở đây thì là người của tao. Hôm nay không trả dứt nợ thì đừng có hòng đi. Thành đại ca, hắn có súng. Súng thì sao? Chúng ta cũng vậy. Một mình anh Kỳ đã 10 mấy cây rồi hả? Phải rồi, dĩ nhiên có súng chứ. Đứng yên nha. Súng giả đó. Hả? Đại ca à, lấy khăn giấy thôi mà anh cũng rút súng nữa. Còn dùng súng giả nữa. Chạy. Thế nào đại ca? Bắt tụi nó về cho tao. Dạ. Bên đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại nha. Đứng lại. Ôi, đừng có chạy nha. Đứng lại. Lại lên. Lại lên. Đứng lại. Đứng lại. Ôi, bên đây nè. Ôi nè. Đứng lại nha. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Cái thằng đi chạy đâu rồi? Hả? Liên 100 số. Được. Quang bớt luôn đi. Nè. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Bye bye. Nè, đứng lại nha. Đứng lại. Cô hả? Hẹn với cụ nha. Đừng có bỏ tay nha cơ. Đứng lại nè. Đứng lại. Đứng lại. Khỏi được. Cái chuyện gì đây? Mày chạy đâu vậy? Xem chúng ta bị cảnh sát bắt đó. Mày thiệt à? Anh còn nói nữa. Cái đám đó đi diện thật. Được tôi từ khu 1 tới khu 5. Nếu không là tôi không có được tới đây đâu. Tại tôi chạy nhanh thôi. Chuyện này cũng tại mày thôi. Tự nhiên nó nổ súng mà. Báo hại bây giờ mày bánh rồi. Anh còn nói gì hả? Anh nhớ trước đó đã nói với tôi chuyện gì không? Anh nói là không có cờ bạc nữa. Nói không rồi lại đi. Còn bắt tôi phải giả này giả kia. Nói cho anh biết nha. Không có lần sau đâu. Tôi không có muốn ôm chung với anh để người ta chém. Tao biết. Tao biết tao làm bậy. Tao không nên kéo mày xuống nước. Tại sao tao làm vậy? Cũng vì muốn chữa bệnh loạn xác của tao. Tao cờ bạc á là vì tao muốn kiếm tiền về chữa bệnh. Nè, mày coi nè. Tao cầm chai tương gà. Đây là tương ớt vàng. Màu vàng đó. Đó mà thấy chưa? Tao nhìn màu vàng á thì ra màu đỏ. Cầm tờ giấy xanh á thì tưởng là tao 10 đồng. Thẳng à. Tao cờ bạc á là cũng là vì kiếm tiền thuốc men thôi. Mày có hiểu không? Tôi hiểu. Chuyện này cũng tại tôi thôi. Nếu không phải hồi nhỏ tôi bị anh trèo cao sơn nhà cho tôi thì anh không có bị té đâu. Không bị té thì không có đến nông nổi như vậy. Nói tóm lại là cũng tại tôi thôi. Đây, chuyện hồi nhỏ mà. Nhớ chi nữa, anh em mà cần nhận chứ không được à? Thôi, thôi bỏ đi. Má. Về tới rồi hả? Sao tối quá vậy? Con Thục Hiền nó điện thoại kiếm con liên miên. Nó vừa mới cúp điện thoại đó. Gì hả? Con nhắn gì không? Con nói gì đâu, cũng như mọi khi muốn coi con về tới chưa thôi. Nghe giọng nói hình như là giận lắm vậy. Hơi vậy thôi chết rồi, chắc là trách con quên điện thoại cho cổ. Chết gì chứ, bây giờ điện thoại lại cho người ta thì được rồi. Trời, đã tối như vậy rồi còn kêu cổ, thôi đừng có đánh thức cổ nữa. Sợ là con không đánh thức người ta mà người ta đánh thức con thôi. Má à... Thôi má ngồi nghỉ đi, trời tối lắm rồi mà còn lau chùi dọn dẹp cái gì nữa chứ, không mệt hay sao? Không mệt. Đáng lẽ là má tỉnh táo lắm. Bây giờ được con đấm bóp mấy cái, thấy thoải mái, nhẹ nhàng quá. Muốn đi ngủ rồi. Buồn ngủ thì vô phòng ngủ đi. Nàng có gì chưa thu dọn, đến ngày mai con tan sở về rồi làm cho má nha. Hả? Bây giờ quan trọng nhất là má phải đi vô phòng, ngủ đi. Được rồi. Lần sau khỏi phải chờ cửa con tối như vậy đâu. Má lo cho con đó mà. Nè, má có chừa canh ở dưới bếp đó. Lát nữa con lấy ăn đi nha. Hả? Dạ được rồi, con tự múc mà. Con đi nghe điện thoại đi. Má đi hầm nóng lại rồi múc ra cho con. Cảm ơn má. Alo. Bên chị về rồi sao? Thục Hiền hả? Phải. Cả đêm anh đi đâu vậy? Lại không chịu điện thoại cho em nữa.
Anh biết là anh không có điện thoại cho em là lỗi của anh. John đi đâu vậy? Em hãy nghe anh nói hết trước đã. Anh có người bạn chờ anh đi cứu mạng mà. Lại là cái thằng đó nữa hả? Alo? Alo? Alo, Thục Quyền à? Má à? Má? Má à? Má buồn ngủ gì tổng ngủ đi. Tại sao ngồi dưới bếp ngủ vậy? Má thiệt vô dụng, vậy mà cũng ngủ gục được nữa. Má vô phòng ngủ đi. À nè, con ăn canh xong tắm rửa đi ngủ nha. Khuya lắm rồi. Được rồi má. Xin mời tự nhiên. Thục Huyền. Thục Huyền. Anh cũng giỏi lắm, một tuần tới năn nỉ hai lần. Bây giờ tôi tới giờ ăn cơm. Chúc anh may mắn đó nhờ. Xin lỗi nha Thục Huyền, đừng có giận anh nha. Em giận anh cũng không sao hết, cứ rầy anh đi. Đừng có làm tin hoài mà. Em còn gì mà nói nữa, anh đừng có coi em ra cái gì. Không phải đâu, không phải đâu. Tối hôm qua người bạn của anh thì là chờ anh tới cứu mạng đó. Cũng lại là vì Quốc Cơ. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có sắp chung với nó. Nó cứ lợi dụng anh thôi à. Ngu quá. Anh chơi với nó từ nhỏ tới lớn mà. Bạn bè 20 mấy năm rồi, hơn nữa nó bị bệnh loạn sắc. Không cũng phải là báo hại có phải gì không? Anh thẳng à, hắn chỉ bị loạn sắc thôi chứ đâu có bị mù gì đâu. Thôi được, anh cứ ái ngại hả? Vì chăm sóc cho hắn hết trên này đi, đừng có cưới em nữa. Ui, đừng nha, đừng nha, đừng có giận mà. Cùng lắm từ nay anh sẽ nghe theo em. Lần nào anh cũng nói như vậy hết á. Ui, nhiều lúc bạn bè nhờ giúp đỡ cũng khó từ chối ghê lắm. Huống gì mấy cái việc lặt vặt của đám cưới mình giống như là đãi tiệc thuê xe, phải nhờ tầng cơ mới bớt được 30%. Nếu như không thì đâu có thể dư tiền đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp chứ. Anh coi anh đó, thường ngày nói chuyện thì đâu có miệng lưỡi như vậy, mà nói bên cho thằng đó thì khéo lắm. Anh tốt với nó còn hơn là tốt với em. Nói gì cũng đâu có chuyện nghe. Anh có nghe mà. Nè, anh hãy mở ra coi đi. Dây chừng này em nói là muốn mua để mặc với áo cưới mà. Không vừa hả? Anh đã mua lộn à? Phải, cái dây này đúng rồi, khờ quá đi. Nè cầm. Sao anh mà giáo quá vậy? Nhất định là dì Quốc Cơ nó dạy cho anh đó. Nè, lần này em tha cho anh. Lần sau không được giấu em đi giúp cho hắn nữa. Được. Bó bông đó không phải tặng cho em sao? À phải, anh quên mất rồi. Nè. Nè, hôm nay đã 5 tây rồi, đã chuyển tiền vô hộ khẩu của mình chưa? Sáng sớm đã tới ngân hàng lo rồi. 5.000 mà. Ừ. À giờ đã 2 giờ rồi anh không về công ty sao? Tôi chết trễ rồi, anh đi nha. À, nè nè nè, thứ bảy anh nhớ lên nhà mới đi coi sửa sang nữa nha. Ơi, được được được. Ông Thận, ông có đeo đồng hồ chứ hả? Xin hỏi bây giờ mấy giờ rồi? À, xin lỗi nha, hôm nay tôi quên đeo đồng hồ. Xin lỗi giám đốc, tôi biết là tôi không có nên đi trễ. Anh không có lỗi với tôi, anh có lỗi với công ty, có lỗi với tất cả khách hàng dưới tay của anh, có lỗi với cả đám bạn, bắt người ta coi anh dở trò khỉ. Gì? Anh mới tới làm sao? Anh biết công ty của mình coi nặng kỷ luật của nhân viên mà. Anh đã đi trễ 10 phút rồi, anh biết xử sao chứ hả anh Thận? Hả? Bắt tôi phải hít đất 50 cái à? Trừ lượng đi có được không vậy? Tôi chỉ hỏi xuân miệng thôi. Tới phiên anh rồi. Mình tiếp tục. Wow. Chào các bạn. Chào cô. Bây giờ là thái độ gì đây? Anh đi trễ đó. Không biết nói xin lỗi hay sao? Anh có biết công ty coi nặng nhất là cái gì không? Tôi biết là kiếm tiền. À không phải không phải. Nên nói là người có thể kiếm tiền cho công ty. À tôi còn nhớ cô lỗ của nói. Thế kệ là đàn ông hay đàn bà, miễn là tốt với khách về á thì là người hùng. Cho nên tôi đã mạo hiểm đi trễ, bị công ty xử phạt, cũng không để bị mất khách hàng nào. Đây là 10 tấm hóa đơn. Tôi đã cố gắng lắp được cô lỗ à. Tôi không nói anh. Anh đi trễ cũng là vì làm việc cho công ty thôi mà. Con người của tôi rất là cởi mở.
Tôi không nói anh đâu. Đừng ngại nha. Tôi có hẹn với người ta 4 giờ chiều nay ở bên kia bờ sông. Tôi sợ là đi trễ mất khách hàng á thì không hay. Không được, đi. Vậy đi nha. Phải rồi, đi trước đi, làm thêm mấy tấm đơn nha. Ê, Thắng à, làm gì vậy? Đứng dậy đi. Tôi còn thiếu 20 cái nữa. Ê, anh nói phải làm gì với 3 triệu phú mà, không được trễ đó. Cái gì? Anh kiếm được 3 triệu phú à? Phải, cái 3 triệu phú này đó giàu lắm. Có một điều hơi khó tánh. Tôi nghĩ là các bạn ở đây không mà đối phó với bà nổi đâu, chỉ có anh Thắng thôi. Hey, vậy tại sao anh không chịu nói sớm? Lỡ như bị mất người khách hàng này thì sao? Tôi biết là anh sợ bị trễ. Anh cũng không muốn đi trễ, nhưng phải đi ngay. Đi mau đi, bắt người ta chờ thì không có hay đâu. Làm người phải lanh lợi một chút biết chưa? Dạ được. Tao thì không hiểu, trong công ty có bao nhiêu người đó mà lần nào mày cũng bị con mụ đó xài xẻ. Làm ơn lanh lợi một chút đi anh bạn à. Thì chết rồi, đi đâu kiếm bà triệu phú vậy, ăn nói đi. Lần này bị đuổi là cái chắc rồi. Bà triệu phú thì ta không có, hãng xưởng thì có một căn, nghe nói là muốn mua bảo hiểm gì đó, mà lên coi. Lên đi. Quý, cảm ơn nhiều nha. Tao nợ mày nhiều như vậy không biết chừng nào mới trả dứt đi. Bà đã khách sáo rồi, mày cũng giống tao nhiều lắm, đừng coi tao quá vĩ đại nha. Đi. Tao nha, thì phục mì quá. Để xe bãi đậu xe có máy rồi, cũng phải đặt dở trò nữa. Lỡ mà không có máy á thì sao? Vậy, cho nên tao vĩnh viễn không có để ngoài phố đâu. Thôi đi. Lẹ lên anh bạn à. Đẹp quá ha. Đẹp quá anh. Đi, nè. Đi vô trong này coi. Chà. Wow. Đẹp quá ha. Nè, anh ngồi đó làm cái gì vậy? Qua coi cách sửa sang đi, nếu không xong thì bị người ta tới sửa chứ. Anh nói là thứ hai muốn cùng má anh tới dọn ở mà. Phải, nhưng phải làm xong chuyện này đã. Nè, anh đâu có nói dẹp là cúng kiến trong nhà này. Má nói mà, trước khi mà dọn vô thì phải cúng 4 góc và cúng ở chính giữa nữa. Như vậy thì phù hộ cho cả nhà được bình an và sanh con đẻ cái. Ai mà chịu sanh con cho anh? Mang bầu khó coi lắm mà, không có chịu đâu. Sợ cái gì chứ, em xinh đẹp như vậy, cho dù là có bầu cũng xinh đẹp hơn người ta mà. Chuyện này dĩ nhiên rồi. Mỗi khi nói chuyện với con gái có bao qua vậy không? Không có, đâu dám chứ. Bộ anh không có sợ vợ của anh giận sao? Cái gì mà vợ anh vợ em chứ, chưa lấy anh mà đừng kêu bậy đó nha. Còn có 2 tuần lễ nữa là mình đám cưới rồi. Bây giờ kêu trước cũng được mà, em cũng có thể kêu anh là ông xã. Ai mà thèm kêu anh, đừng có hồng đó. Ây da, tôi trễ lắm rồi, em phải đi làm anh à. Dạ. Anh coi các thứ được chưa nha, nếu không kêu người ta tới sửa lại đi ha. Anh được rồi. Còn nữa, một chút có người đem đồ tới đó, anh đừng có bỏ đi đó nha. Thục Hiên à, anh lấy xe cho em đi làm nha. Thôi không cần, em tự đón xe được rồi. Còn nữa, nếu không quan trọng thì đừng có lái xe, để dành tiền xăng lại. Anh biết không, mà đi chụp hình cưới và đãi tiệc đã là mất nhiều tiền lắm rồi. Được, từ nay nếu mà không có cần thiết thì không có đi xe, nên đi xe bus. Anh thiệt dễ thương lắm. Em đi làm. Bye bye. Nè, lần này phải chọn ngay chút nha, dở quá à. Ok. Cơ à. Nè, anh đi trước nha. Qua đây. Ê, đại ca, chuyện gì đây? Tưởng là mày không tới đó. Xin lỗi nha, tao chờ người ta mang bàn ghế tới mà, người ta lại mang tới trễ nữa. Mang tới rồi phải chờ cho họ lắp ráp nữa, thiệt là lâu quá đi. Nhà mới chưa có điện thoại, muốn điện thoại cho mày cũng không được. Xin lỗi nha. Coi tướng mày kìa, thiệt là thảm thương. Thảm thương cái gì chứ, bà không có rảnh rỗi, tôi giúp bà cũng nên lắm chứ. Sợ mày thiệt. Thủ gì? Ê, đừng, không có được đâu. Hôm nay không có được đâu, phải về sớm để mà thu dọn các thứ đó. Gì vậy? Mới ngồi xuống á, tao đi rồi. Hôm nay thiệt là không có được mà. Ngày mốt đi nha, tới nhà của tao uống ly rượu mừng. Tới lúc đó cho mày uống đã luôn. Ôi, nè. Ôi, gì vậy? Đi. Nhóc con, số nợ của anh ta ra sao? Coi như không có gì à? Anh Chính à, thông cảm với tôi vài ngày đi. Có tiền ra chơi không có tiền ta đỡ ha. Đi.
Ngu ra. Đừng. Chỉ có bao nhiêu thôi à? Hả? À, anh Chính à, gia tài có nhiêu đó đó. Tôi sẽ có tiền á. Tôi đưa nhanh nha. Đưa nhanh. Chết đi. Mày có tư cách gì mà cãi với tao? Mấy chục ngàn không phải là tiền hay là sao hả? Mạng của mày không đáng giá đâu. Nè, 2.000 đó coi như là lợi tức. 3 ngày sau tự động tự giác lên nói chuyện cho rõ ràng. Nhớ là đừng có bỏ chạy nha. Cứ làm mấy cái vụ nhỏ nhặt kiếm không có ra tiền, còn báo hại bị người ta đánh đập nữa. Ây, muốn hại chết hả? Muốn trả thù à? Không thèm sức cho anh nữa, nhiều chuyện quá. Ê, Thi à. Gì chứ? Đừng giận anh mà. Chừng nào cho anh gặp má đi. Má em không có rảnh ra gặp anh. Chà, coi cái miệng kìa. Nè, nói má em cho mượn vài chục ngàn xài đỏ đi. Lại hỏi mượn, tiền tháng trước còn chưa có trả giúp đó. Báo hại em không có ngày nào được yên hết đó, anh có biết hay không? Nè, thôi mà, ngoan nha. Nè, em hỏi má cho mượn vài chục ngàn đi. Anh hứa với má đó, khi nào có tiền đó ha, anh trả liền. Má. Tôi được, như là kiếp trước mắc nợ anh gì. Má à, vẫn chưa có dọn xong mà, đồ đạc sáng mai phải mang đi đó. Má biết, phải dọn cho nên đã làm gần hết rồi. Chỉ là phải coi lại những thứ lúc xưa con đưa cho má thôi. Vậy sao, con đưa má gì con quên mất rồi. Nè, cái bằng khen này, hồi con còn học ở lớp 1 á, đi thi đua lấy về đó. Sau đó, đêm nào con cũng ngồi trước mặt tivi để bắt chước cậu Thu đóng phim. Phải, bây giờ con nhớ là chút đỉnh rồi. Con còn nhớ là mấy cái biểu con đứng lên bàn, biểu diễn cho má coi. Phải đó, có lần con đạp hụt cái chân xém bị té, mai là con nhanh tay chụp lại được, má thiệt là hết hồn đó. Con thì không sợ, mà lại còn rất vui. Lúc đó con thiệt như là con khỉ sút chuồng vậy, khó mà trói lại được. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu không thì đâu có chuyện năm nào con cũng lấy được mấy cái mề đai ở trong hội vận động của trường về cho má chứ. Lúc đó còn nhỏ, nghịch ngợm ham chơi mà. Má thì muốn con như là hồi còn nhỏ vậy, nghịch ngợm ham chơi. Cũng tại cái bệnh của má báo hại con, lúc nào cũng vậy, cũng phải nằm nghỉ hết, ít có thời gian chăm sóc cho con. Báo hại con bây giờ việc gì cũng không có biết tự định đoạt, cứ bị người ta ăn hiếp con như vậy. Đâu có mắc mơ tới má đâu. Tính của con sinh ra là như vậy mà. Thật là chịu ý người ta đâu có lỗi gì chứ. Giúp được ai thì cứ giúp thôi. Má thường dạy cho con mà, giúp để cho người ta là một nguồn vui. Phải, nhưng mà nhiều lúc cũng phải nghĩ lại cho bản thân một chút chứ. Má đừng có lo quá, con biết nghĩ cho bản thân mà. Chứ dù không có nghĩ cho bản thân của con phải nghĩ cho má chứ. Má biết lâu nay con là đứa con hiếu thảo. Cẩn thận một chút, đừng có làm đồ đặc bị trầy đó nha. Toàn là đồ mới không đó. Được rồi. Ây da, bộ kiếp trước anh rảnh rỗi lắm hả? Không có việc làm hay sao? Phải trả tiền người ta mà cần gì phải tự khiêng như vậy? Ê, đâu có sao đâu, đâu có phải là nặng lắm. Nè, em đã biểu đừng có khiêng thì đừng có khiêng nữa. Ôi, được rồi, không khiêng, sợ em quá mà. Má anh đâu? Ở dưới cầu thang đó. Ý, tới rồi kìa, má à. Ý, cẩn thận nha. À, được rồi, được rồi. Cảm ơn nhiều. Nè anh bạn à, lấy uống cà phê đi. Dạ, cảm ơn. Cái đống này chắc là không có để đây được đâu. Hay là để ngoài ban công đi nha. Ông ngoài đó còn chỗ đó. Không được, tổ tiên đâu có thể dầm mưa dãi nắng đâu chứ. Cái phòng khách mà để một đống đồ để như vậy thiệt là coi quái dị lắm đó. Anh Thẳng hả, có phải không? Bàn thờ này là tổ tiên ông bà của thằng Thẳng. Các con được sức khỏe dồi dào, phát tài sanh con cũng là nhờ ông bà phù hộ đó. Dạ phải. Phải rồi. Nếu như thật linh nghiệm, anh Thẳng làm bao nhiêu năm mà chỉ được có như vậy thôi. Căn nhà này là nhờ con gặp được đứa bạn di dân mới mua được rẻ như vậy. Nhờ ông bà hả? Mua miếng gạch bông cũng không có nữa. Ây da, sao cháu nói bậy bạ như vậy? Nhổ nước miếng nói lại đi. Ông bà tổ tiên à, xin bỏ qua đừng có trách nha. Xin đừng có trách vợ con. Có chuyện gì chứ, biểu mà anh dọn cái đống đó đi. Ừ, cái bàn thờ đâu có choáng chỗ gì đâu, chịu ý của má đi. Bắt em chịu bả vậy ai chịu em đi? Đừng có như vậy mà, con người của má hòa nhã ghê lắm. Bà coi trọng nhất là cái bàn thờ này đó. Bà cũng kiến là muốn mình tốt mà thôi.
Ờ, vì bộ em lại muốn cho anh bị xấu hay sao? Sao càng ngày anh càng giống cái bọn đàn bà mê tín dị đoan quá vậy? Em bỏ mặt anh cho coi, em không có nhượng bộ đâu. Thục Hiền à, em nghe anh một lần đi. Không nghe. Một lần thôi, một lần thôi. Thắng à, thôi bỏ, dọn vô phòng của má đi. Trong đó còn có chỗ mà, được rồi. Một lần thôi, nghe lời anh đi được không vậy? Ây da. Má à, có chuyện gì? À, không có sao, tưởng là má yếu lắm sao, không có sao mà. Qua cái tay của má đã. Ây da. Thấy chưa, còn nói là không nữa, đồ một chút đã kêu rồi, bị trật khớp rồi đó. Nè, tại bà tự đòi dọn đó thôi, đừng có nói là em báo hại nha. Anh làm gì trợn mắt ngó em? Cũng tại bà tự đòi dọn đó thôi, đâu có ai biểu. Bà lại không chịu tự đòi sức của mình, tự khi một mình đi. Em còn nói nữa. Má, cái bàn thờ cứ để ở đây đi, ai không thích thì đừng có nhìn tới. Con đưa má đi bác sĩ nha. Anh Thắng, anh đứng lại cho em. Thắng, đặt xong giỡn cái tay nha. 1, 2, 4, 7 điểm xỉu. Ôi trời, cậu hốt bạc rồi đó nha. Giỡn ra, nè ra đi. Chút lĩnh thôi mà, nước hết rồi là được rồi hả? Ê Lý, ngồi đi. Bro, bộ anh cũng thích chơi hả? Nè, chỗ nào kiếm ra tiền á thì tôi tới liền. Cái bộ anh khá đó nha. Khá cái gì chứ, mấy cái sông nhỏ này kiếm được nhiêu. Ờ à, phải ha. Nè, tôi có quen với một đám Đài Loan, chơi vài giá trị tối với họ có thể kiếm 200-300 ngàn vô túi đó. Thiệt không, có chuyện dễ dàng vậy hả? Bộ anh tưởng tôi nói chơi hả? Tôi cho anh biết là muốn coi anh có mối hay không thôi. Cái đám Đài Loan này á, qua làm ăn mà, có tiền nhiều nhưng mà không có đầu óc. Bị tôi cướp của họ mà vẫn không biết chuyện gì đó. Nè, lần sau có gai sòng nhớ cứu tôi nha. Được mà, chúng ta hợp sức cùng nhau làm giàu nha. Thôi chơi đi. Nhưng mà vậy, anh phải có ít nhất là 100 ngàn mới có thể chơi. 100 ngàn hả? Có đáng gì? Vậy hả? Quyết định vậy nha. Nếu như có gai sòng tôi rủ anh. Ok. Chào nha, anh nè, nhớ kỹ, 100 ngàn đó nha. Được rồi. Bye bye. Cậu thiệt tốt quá mà. Tôi tưởng là ai vỗ ngọt đường má của tôi, thì ra là anh. Thắng à, thằng Cơ thiệt tốt quá mà, xách cả túi tới cho má đó. Nè, đã nói với anh rồi, lên đây không cần mua đồ đâu. Mua hết nhiêu vậy? Nè, đừng có điên nha. Cái túi này của người khách Trung Quốc tặng cho tôi để làm quà lễ, không phải mua đâu, cứ lấy dùng đi. Vậy được rồi, cảm ơn nha. À phải, lần trước đãi tiệc nhập quả cậu không có tới, sau này nếu như có rảnh á thì tới uống canh đi nha. Cậu ở độc thân một mình phải uống canh nước nhiều mới được. Vậy thì không khách sáo. Không cần khách sáo. Nè Thắng à, con đưa cậu Cơ đi coi các nơi đi, cậu chưa hề tới nhà mới của mình đó. À, hay phải ha, cứ lo nói chuyện hoài quên mất, đi vô coi phòng của tôi đã. Được. Vô đi. Wow, sửa sang lại đẹp thiệt. Đại khái thôi mà. Nè, vừa rồi mới nghe má nói anh mới ghi lộn với vợ hả? Lo dỗ ngọt bả chưa? Má cũng lo lắm. Người già là vậy mà. Mày sắp sửa đám cưới rồi đó, tưởng làm chủ một nhà vậy lắm hả? À phải rồi, mấy hôm trước anh đi đâu vậy? Con mụ già đã đánh trống thổi càng kiếm anh hoài à, gọi mấy không nghe anh trả lời. Ê, đừng nhắc mụ đó, nhắc là nản lòng. Chuyện gì đó? Không, anh cũng biết là tôi tốt với bạn bè ra sao rồi chứ. Ai mà hỏi mượn tiền tôi á, tôi không bao giờ từ chối. Bây giờ tôi có chuyện, định là kiếm họ mượn tiền, nhưng chưa mở miệng nói mượn thì họ đã bỏ chạy. Bây giờ tôi mới biết cái gì là thái thế nhân tình. Bộ anh túng lắm sao hả? Bộ anh đi cờ bạc nữa sao hả? Nè, đừng nói vậy nha. Chuyện gì nè, tôi có người bạn gái định là giới thiệu cho tôi mua món hàng trúng thuế. Mua xong món hàng đó bán sang Trung Quốc bảo đảm lời 3-4 lần. Tự hại như vậy sao? Hàng gì? Dĩ cái rau kê. Nghe nói bây giờ trên đó bán chạy lắm. Tuy là vậy, nhưng mà chơi trò này à, nếu mà thất bại hả thì mất cả vốn lẫn lời đó. Bây giờ nói sao cũng vô dụng. Đi đâu kiếm 100 ngàn đây? Định là kiếm ra tiền rồi qua Mỹ chữa lại cái bệnh lọ sắt của mình. Coi bộ mình phải mang cái bệnh này suốt đời suốt kiếp rồi. Kẹp một cái là vì đám cưới tiền bạc tôi đã xài gần hết rồi. Nếu không thì tôi sẽ nhất định. Thôi bỏ đi, không phải tiền anh á thì không phải vô túi của anh mà. Nếu như lúc trước nghe lời anh mua chiếc xe đó thì bây giờ bán ra cũng được 50-60 ngàn. Đã nói với anh rồi mà. À phải rồi, xe của tôi đáng giá 70 ngàn đó. Nè, đừng bao giờ nha. Đồng tiền này tôi không lấy đâu. Chiếc xe là tánh mạng của anh, đừng giở trò đó. Cái gì đừng có giở trò chứ. Thường ngày thì anh giúp tôi nhiều lắm mà, tôi giúp lại anh một lần cũng nên chứ. Quyết định như vậy đi. Cảm ơn nhiều nha. Không có gì.
Ê Thắng à, lần này thì cảm ơn anh. Ê, đừng có nói như vậy. Bây giờ quan trọng nhất là phải kiếm ra tiền để mà chữa lại bệnh. Dĩ nhiên rồi. À nè, còn thiếu tới 35 ngàn nữa. Cũng tại cái thằng giám đốc ép già đó. Xe tôi lăn bánh chưa có đầy một năm mà phải hơn 65 ngàn. Được rồi, 35 ngàn đó tôi biết lo liệu mà. Nhưng mà vậy, một lát phải đi đón chị Hiền. Bây giờ không có xe làm sao đây? Chuyện này anh khỏi phải lo. Anh đi kiếm khách hàng của anh lo xong mấy hàng trước đã. À, vậy tôi đi trước nha. Có gì làm sao, ha? Ôi, đi trước nha. À, cái dây chuyền này có hợp với cáo hay không? Rất khó, nhưng mà kéo sợi dây chuyền này ra sau một chút như vậy có phải đẹp không? Ừ, phải, vậy thì đẹp hơn. Đem đi sửa. Phải đó. Thục Hiền à, sao trễ quá vậy? Em đã hẹn anh một giờ tới thử áo mà. Thế nào, có đẹp không? Đẹp, dĩ nhiên là đẹp. Anh cũng sáng mắt quá đấy chứ. À, cho anh vô thử luôn cái áo anh nha. Nếu vừa thì đem về luôn. Khỏi cần thử, lần trước đã thử rồi, mắt không cởi đồ rồi mặc lại. Sao lại không thử chứ, mau thôi mà, đi vô đi anh. Chị Hiền à, lần trước anh đã thử rồi, thì kệ anh đi. Muốn gì ngày hôm đó, ai nấy chỉ ngó cậu dâu thôi mà. Vậy cũng phải, thôi bỏ đi. Nè, cái áo này có phải đẹp thiệt không? Thiệt đó cô hai à, cô soi gương cả giờ đồng hồ. Người ta sắp tới rồi. Thôi được, đừng có hối tôi nữa. Cô đi cũng phải thay bộ đồ mới đi được chứ. Vậy mau đi làm ơn. Biết rồi. Anh đứng đây làm cái gì, đi lấy xe đi. Anh không lái xe tới. Anh nói gì? Anh Pho tới rồi. Đưa luôn anh chị nha. Ờ, không cần đâu. Giờ tôi đi trước nha, bye bye. Thục Hiền à. Hiền cái đầu của anh đó. Lần này bị anh làm mất mặt quá mà. Thục Hiền. Thục Hiền. Tránh ra đi. Thục Hiền. Nè nè. Thục Hiền. Thục Hiền. Má à, có Thục Hiền ở đây không? Có, ở trong phòng kìa. Nè nè nè, hai đứa lại gây gỗ cái gì nữa đây? Để lát dạy thôi chứ má. Thục Hiền à. Hiền cái gì chứ? Nè nè, Hiền cái anh gì? Biết lỗi rồi. Anh đáng chết. Không phải là anh cố tình đâu. Vậy thì tại sao anh không chịu lái xe tới? Anh đã biết em không có thể nào bị con Rosa nó khi dễ mà. Anh cố tình có phải gì không? Không phải là anh cố ý đâu. Anh không phải là không muốn lái xe tới. Mà xe anh đã bán rồi, anh làm sao mà lái tới được? Cái gì? Anh đã bán cái xe hả? Anh hãy nói mau đi nha. Vì chuyện gì mà anh phải bán nó? Anh... Được. Anh không nói hả? Nếu hôm nay anh không nói rõ ràng cho em, anh đừng có hòng em lấy anh. Thằng Cơ nói là nó cần tiền đi chữa mắt. Anh đâu có thể nào không giúp nó. Lại là vì cái thằng đó. Được. Bây giờ anh có làm gì cũng không bàn với em. Vậy có nghĩa là không coi em ra cái gì? Anh không phải là coi em không có ra gì. Nhà này hai đứa cùng mua góp. Anh em một mình em đứng tên mà. Sao lại coi em không ra gì? Nè, anh hứa với em, từ nay có chuyện gì anh cũng nói với em nha. Em không tin à? Được. Anh xin thề, trên có ông trời, nếu từ nay có chuyện gì tôi không nói với vợ của tôi trước, tôi sẽ bị trời đánh, sinh con sẽ gốc. Chủ éo mình anh thôi, đừng có báo hại con cái. Phải, đừng có báo hại con cái. Giả miệng, giả miệng, đáng đánh. Em à, anh không dám nữa đâu. Hả? À, em à, anh không dám nữa đâu. Em tin anh lần cuối đó. Cái xe bán được bao nhiêu? Ờ, 65 ngàn. Chứ anh lại bị người ta đè giá nữa rồi. Thì không biết tại sao lại ngốc như vậy, cứ bị người ta gạt. Nè, em thấy kể trước đó anh có nói sao với cái thằng đó. Nhưng em chắc là nó không có thể nào trả hết tiền cho anh một lượt đâu. Biểu hắn mỗi tháng phải trả mình 5 ngàn. Vậy là trọn tình nghĩa lắm rồi. Được, 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 được. Anh nhất định sẽ nói dán. Anh coi anh đó, người ta nói là có đào bỏ bạn, còn anh thì trái ngược lại, lo cho người ta hơn là lo cho em. Không phải đâu, anh rất là coi nặng em. Cứ thiệt không đó. Nè anh Cơ à. Ê, xin lỗi nha anh Lý. Có gì đâu. Xin hỏi uống gì? À, bia. Sao đi, mang tiền tới chưa? Cô đem nè, 100 ngàn đáng gì chứ. Anh thì là giỏi đó. Ê, lát xuống chơi không? Xuống chứ, sao không? Tôi bắt được tin là cái tên Đài Loan mà chơi với mình đó, mỗi lần chơi loạn là hắn cắn môi, nhưng mà hắn không để ý. Tiệt hả? Vậy là mình vào to đi, rồi đi.
Nè, lát nữa mình chia nhau lên trển nha. Bây giờ anh muốn lên trước hay là tôi lên trước? Ê, vậy tôi lên trước nha. Ừ, cũng được. Nhớ nha, nhà A, lầu 10. Ok, nè nè nè, chúc mừng. Chúc mừng thành công suôn sẻ. Cứa cổ tên Đài Loan. Ok. Hợp tác vui vẻ. Ông Lý, người đã tới rồi. Ba vị, đủ người rồi, bắt đầu được chưa? À, tôi thì không thành vấn đề. Tôi cũng vậy. Được. Ra phần đi. Con Astro kêu bài. 10.000. Theo. Đôi chính kêu bài. 10.000. Tôi không theo. Tôi theo. Con nằm cái bài. Lại tới phiên tôi kêu hả? Được. 20.000. Tôi theo anh. Cái sảnh kêu bài. Tôi là sảnh mà. 30.000. Được. Giá đầu tiên không thể bỏ. 30.000 thì 30.000. Anh bạn, anh giỏi mà. Cảm ơn nhiều nha. Xong xuôi. Chưa hờn, sao tôi sợ nước lớn quá vậy? Ăn cho nhiều một chút mới may mắn. Nè, ăn xong uống xong là đi tắm rửa nha. Má chọn giờ lành để lát nữa thím Từ chải tóc cho con. Má múc cho con ăn. Dạ. Phải rồi, có ngon không? Thơm ghê. Dĩ nhiên rồi. Đôi già kêu bài. Có một đôi già. Ít nhất có 100.000. Ở trên bàn của anh còn bao nhiêu gì hả? Khoảng 400.000. Được. Tôi xả láng. Để coi anh dám theo không. Được, tôi theo. Chịu chơi cho tới cùng. Chia bài đi. Con bòi của anh cũng qua bên này nè. Tôi có đôi già, anh có đôi bòi. Cảm ơn nha. Ê, tôi có bòi hay không không thành vấn đề. Tôi thú phé ở đây. Anh bạn à, đi rửa mặt đi rồi chơi tiếp. Còn chơi thì chưa thua mà. Thưa ông bà tổ tiên, phò hộ cho thần Thắng lập gia đình sanh con đẻ cái. Má à, con tắm xong rồi, còn gì làm nữa không? Ây da, tại sao đưa bộ đồ ngủ cho con mà con không mặc? Thôi vô thay lại đi con, mau đi.
Phải ha, con quên mất. Đây con nghe chưa? Alo? Phải? Hả? Được, tới ngay. Ý, sao con ăn mặc như vậy? Ngày mai cưới vợ rồi làm người lớn, không thể bề bối như vậy. Má không có thể theo con hết kiếp đâu, có biết hay không? Dạ biết rồi, con ra ngoài chút nha. Đi đâu chứ? Con về liền mà. Con lại dở cái trò gì đây? Thắng à, con đi đâu vậy? Sắp tới giờ chải tóc rồi đó. Lại là tôi thắng nữa. Ra phần đi. Không cần. Cái gì? Ăn rồi muốn chạy hả? Anh muốn chơi tôi có thể chơi tiếp, nhưng mà phải thanh toán nợ cũ đã. Đại ca, tôi đã điện thoại kêu bạn tôi đem tiền tới rồi mà. Anh còn muốn sao nữa chứ? Nếu vậy chờ bạn của anh tới rồi chơi tiếp. Anh ra ngoài đi. Nè, làm gì lấy gì? Tôi thua chắc à? Bình sinh tôi ghét nhất là người ta cờ bạc không vốn. Anh muốn chơi cũng được. Ký giấy nợ trước đi. Ký đi. Lúc nãy tôi cũng ký đó. Chờ bạn của anh tới, biết đâu là mình gỡ vốn được. Cái gì đây? Cấu kết với nhau làm tiền tôi. Cho anh biết, đừng đóng kịch nữa. Anh nói gì vậy? Anh biết là được rồi, tôi không cần đóng kịch nữa. Anh biết xử sao rồi hả? Xử gì? Anh đã của tôi hết 70,000 rồi, còn muốn gì nữa? Khôn hồn thì anh ký đi. Tôi không rảnh chơi với anh đâu. Đại ca, mình cũng ra kiếm ăn thôi mà, cần gì phải rút súng. Bây giờ anh hai tôi biểu ký, anh ký không? Ký ngay. Ký thì ký. Anh hai. Đừng có làm mẫu nha. Bình tĩnh. Đừng nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
讲出了潮水的语气，谁才寂寞讲真说话，也许是你。情做，其实你只一早知道，你或我不敢相爱，恨过了都好。天生不是情做，情是最幸福的圈套。你共我这样也好，骗来骗去，相依到老。